Mới đây Land Rover Việt Nam vừa ra mắt dòng Discovery phiên bản nâng cấp mới, tập trung vào thiết kế, tiện nghi và vận hành, xe có giá bán từ 4,5 đến 5,6 tỷ đồng. Phiên bản nâng cấp mới của dòng SUV Land Rover Discovery sở hữu thiết kế đẹp mắt và sang trọng hơn. Ngoại thất cải tiến với đèn trước và đèn hậu LED mới. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cùng cản trước được tinh chỉnh phù hợp với những chi tiết ngoại thất trên thân xe đã được làm rộng hơn và các khe hút gió bên hông mới thiết kế năng động hơn. Nội thất Discovery mới được thiết kế 7 chỗ ngồi, cabin với 3 hàng ghế rộng rãi. Về trang bị, xe sở hữu bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại tích hợp màn hình cảm ứng full hướng dẫn 11 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí PV Pro có tốc độ xử lý nhanh hơn. Discovery mới được trang bị vô lăng 4 chấu thiết kế mới, các nút bấm đều thiết kế có ánh sáng nền thay đổi đẹp mắt và tùy theo ngữ cảnh. Hệ thống đèn nội thất tùy chọn với giải 10 màu sắc có thể thay đổi. Tùy từng phiên bản, Hàng ghế trước trang bị tiêu chuẩn ghế chỉnh điện 14 hướng với các tùy chọn chức năng sửa, làm mát và mơ sạt. Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Discovery mới có thể trang bị tùy chọn hệ thống âm thanh Meridian công suất 400W, 13 loa bao gồm loa trầm, bộ khuếch đại 14 kênh, hoặc hệ thống âm thanh vòm Meridian Surround công suất lên đến 700W, 15 loa bao gồm gồm loa trầm và bộ khuếch đại. Bên cạnh hệ thống điều hòa không khí tự động hai vùng và hệ thống tạo ion lọc không khí nội thất là trang bị tiêu chuẩn. Xe còn cung cấp nhiều tùy chọn như hệ thống điều hòa tự động 3 vùng hoặc tự động 4 vùng, tùy chọn màn hình, HUD hiển thị đa thông tin trên kính lái để hiển thị tất cả các thông tin như tốc độ, dẫn đường hay sạc điện thoại không dây và hơn nữa. Tại thị trường Việt Nam, Land Rover Discovery được phân phối với hai lựa chọn động cơ khác nhau. Ở hai phiên bản SP300 và SEP4300, xe đều sử dụng chung động cơ sang 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít tăng áp, cho công suất cực đại 295 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Ở phiên bản Discovery SEP360 cao cấp nhất, xe sử dụng động cơ sang 6 xi lanh, dung tích 3.0 lít tăng áp, kết hợp với hệ truyền động Mute Hybrid MHEV cho công suất tối đa 354 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Theo Land Rover, tất cả phiên bản đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) và khóa vi sai trung tâm là trang bị tiêu chuẩn. Hệ dẫn động 4 bánh có tỷ lệ phân bổ lực kéo trước và sau là 50-50. Hộp số phụ trang bị tiêu chuẩn giúp gia tăng lực kéo, mô men xoắn. Cụ thể, ở chế độ cầu chậm giúp tăng đáng kể lực kéo với tỷ số truyền 2,93 chia 1. Discovery được trang bị hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn, tự động hạ 40mm khi hành khách mở cửa để dễ dàng bước xuống xe, hoặc có thể hạ đuôi xe xuống 60mm để chất, dỡ đồ dễ dàng từ khoang hành lý. Ngược lại, người lái có thể nâng gầm cao hơn tối đa 75mm để phù hợp với các tình huống ọc, rốt. Tổng hành trình có thể nâng, hạ là 115mm và tổng hành trình hoạt động của hệ thống treo là 455mm. Với công nghệ tùy chọn Terrain Response 2, Discovery mới có thể tự động điều chỉnh để thích ứng với từng loại địa hình riêng biệt. Công nghệ tùy chỉnh chế độ vượt địa hình Terrain Response có thể được cấu hình cho phép người lái xe tinh chỉnh quá trình điều tiết bướm ga. Thời điểm chuyển số, cài đặt hệ thống lái và hệ thống treo cho phù hợp với sở thích. Tất cả đều cho phép người lái có thể điều chỉnh cài đặt theo sở thích. Với giá bán khởi điểm từ 4,5 tỷ đồng, Land Rover Discovery sẽ trở thành một lựa chọn mới dành cho khách hàng Việt có điều kiện kinh tế tốt, đang có nhu cầu sở hữu một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn 7 chỗ ngồi rộng rãi để phục vụ cho gia đình. So với các đối thủ đến từ Đức